bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 20 tháng 10, Chúa Nhật 29 thường niên. Con người đến để ban mạng sống mình, làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, đến gần Chúa Giêsu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Yêu thương, tôn trọng và phục vụ. Con người đến để bàn mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu nói với các môn đệ mình về cuộc thương khó và tử nạn sắp đến. Hai lần trước các ông chưa hiểu, và lần này cũng chẳng hiểu nổi sứ vụ của người. Anh em ông Giacôbê và Gioan thì tranh thủ xin được ngồi bên tả, bên hữu khi người lên ngôi. 10 môn đệ kia khó chịu với hai ông này. Có lẽ vì cũng muốn vậy mà chưa kịp nói thì đã bị anh em nhà ông ấy phỗng tay trên. Biết các môn đệ mình vẫn còn mang nặng lòng tham lam, quyền hành, chức tước, thế tục, Chúa Giêsu dạy cho các ông biết về vai trò lãnh đạo của người. Không như thế gian, lấy uy quyền mà cai trị, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, lấy đức khiêm nhường, tình yêu thương mà phục vụ dân nước như một đầy tớ của mọi người. Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Ước gì các gia đình hiểu thấu con đường mình đi là con đường của Chúa Giêsu đã đi. Ai mong cầu danh tước quyền bính theo kiểu phàm tục để cầm quyền cai trị, thậm chí còn để bóc lột kẻ thuộc quyền, thì đã không xứng với người, lại còn làm hư hại giáo hội người, làm ô danh người nữa. Các phẩm trật trong giáo hội được thiết lập để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Trong dẫu rốt hết trong các phẩm trật ấy là giáo dân, thì các vợ chồng cũng phải là người cúi xuống mà phục vụ nhau, phục vụ con cái, phục vụ những người nghèo khổ, bần cùng nhất từ gần gũi đến xa xôi. Không phục vụ cách qua loa chiếu lệ, nhưng phục vụ tận tình hy sinh vì yêu, vì hạnh phúc tha nhân. Ai cũng phải thi hành sứ mệnh phục vụ ấy. Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm tốn, tôn trọng, yêu thương và phục vụ nhau như Chúa đã yêu và phục vụ. Amen. Lần chuỗi mân côi là cùng mẹ đi lại con đường của Chúa Giêsu, cùng mẹ suy gẫm tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu,
cùng mẹ sống cách sống hiền lành, khiêm nhường để hy sinh dâng hiến vì yêu thương như Chúa Giêsu, và còn là cùng mẹ ca tụng, cảm tạ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi nhà. Lần chuỗi mần côi còn là phương thế cho mỗi người, mỗi nhà chiến thắng được những cám dỗ bất chính, để giữ lòng tín trung yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và giữ lòng chung thủy yêu nhau, yêu mọi người. Lần chuỗi mân côi là cách tỏ bày lòng kính mến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, còn là cách tuyệt hảo tỏ bày tình yêu thương hiệp nhất với nhau trong gia đình và với hết mọi người. Ước gì mọi người, mọi nhà cùng sốt sắng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi chung, lần chuỗi riêng suốt cuộc đời mình, đặc biệt trong tháng mần côi này. Amen. Một chuỗi mân côi thành kính dâng mẹ, nguyện xin ơn mẹ dù thương nâng đỡ, để con vững tâm thực hành thánh ý, luôn biết khiêm cung như mẹ, xin vâng suốt cả đời con. Một chuỗi ân tình mẹ đưa nhân loại về trời quang vinh, mẹ liên kết ai chọn niềm tin kính trong Chúa Giêsu con mẹ, muôn nơi thắm tình đệ dù xa nơi nào lòng luôn bên.